Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Nước dừa nhìn hơi trống, có rừng. Trong map này đánh cung A với Pan với cho son ôm bom rồi thì cũng hơi đau đầu. Hao mà chỉ cần chớm như thế sẻ thì chắc chắn là sẽ có tơn dâng lên thẳng mồm rồi. Bởi yêu đầu đang tạm thời có được 6 con, mỏ cả đầu thì 7 cây đến cái thủ chim sẻ, 2 rừng thông cạnh nhà. Và hiêu nhảy đang hơi loằng ngoằng. Và BG ở một xe BG để có thể khai thác mỏ cổ đầu của mình. Ok, nhét dân. Và đầu 7 cây, bầy yêu đầu tầm 6-7 con gì đó thì đối thủ chim sẻ. Đây là máy của bệnh viên Anthony. Với bài đấu được cầm Pamiran. Đang vít dân. Cổ đầu khá là gần để đất xanh mượt dành cho bệnh viên Anthony. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo đấu này anh em? Thêm một cánh rừng nữa đây là bệnh viện Anthony, quả đầu 6 cây thôi. Bài pan này cũng khung anh em ạ. Chưa đồ lùa về đây. Vàng trong luôn này. Vấn đề bây giờ là đồ ăn. Đây rồi, hai voi về luôn, một bầy hươu thiếu một đồ. Hai voi này chắc chắn đưa về luôn rồi, trong góc này mà có bỏ quả nữa thì... Mẫu bình. Đây là con voi. Anh em dự đoán như thế nào về tỷ số kèo đấu này, các bạn thể để lại phần comment đúng anh em. Thế anh em thì trận này chúng ta xin lỗi, xong cuộc đối đầu này chúng ta có thắng hay thua? Và anh đang là hai voi và hai bầy hươu rồi. Đây con voi đầu tiên được đưa về. Ok, thành công luôn. Bầy hươu kia thì có thể đóng hết nhân 3, cả hươu cả gỗ cả vàng gì đó tùy. Không, đóng hết nhân đôi thôi. Giờ tìm một quả nữa đẹp. Việt béo à? Hello em Việt béo. Bạn này chắc chắn là khung nhà đấy, bệnh viên Anthony rồi. Đưa con voi thứ hai về thôi. Tối nay thì sẽ và hai con bot sẽ có cuộc đối đầu kết hợp với nhau để đối đầu với bộ đôi đến từ cộng đồng bay Trung Quốc trong kèo xem với AC kèo cung R anh em ạ. Tối nay chúng ta đối đầu với tiểu tỷ ngư và tiểu hòa ca. Con voi thứ hai, ok. Vẫn thiếu đồ. Đây là máy sẻ đi, sẻ có voi về rồi. Bài sẻ đang có hiêu đầu hai voi với con minh hoàn này. Hiêu đầu đưa về được 5 con. Đã phát trực tiếp anh em ơi, không phải phát lại đâu ạ. Con voi được đưa về thành công dành cho cái vụ chim sẻ nắng đây rồi. Và ép đầu. Tối nay 7 giờ đấy anh em ạ. Cái này em không biết anh Minh Hoàng ơi. Cái gì? À 8 giờ mới đánh anh em ạ. Ủa bài sẻ móc mình thế. Cung ao. Bài này 3-4 voi quả phụ tum lum anh em ơi. Chạy Thị Nguyễn nhá. Làm cái e nữa. Tối nay 8 giờ mới đánh à? Đánh hơi muộn anh em ạ. Rồi chỉ con voi này thôi, đây con voi thứ hai được đưa về. Quả phụ 6 cây. Bài khung, vàng trong, đánh cung A. Rồi cơ cấu dân khai thác bầy hươu này thôi. Tránh Hưng Lê nhá. Cái minh hoan này nhìn đẹp nhỉ. Và như vậy là 7-58 với bài minh hoan 26 dân, hai quả phụ cơ. S2. Và đưa con voi thứ 3 về nhà chính cho mình luôn. 3 voi bầy hươu hai quả phụ. Ăn một hit. Quả phụ kia chắc lên đời ăn chứ. Rồi giết luôn. 3 voi về. Còn một con hươu nữa. Đây là BB. Và tăng thêm dần ăn gỗ gấp. 700 thịt rồi. Tránh Việt Chu nhá. Và bắt đến với trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về thuốc da dày chữ Izumanzel đang kết hợp cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ngoài ở Việt Nam. Anh em nào đang gặp vấn đề về dạ dày thì các bạn có thể tìm đến với các sản phẩm tới từ nhà chợ Izumanzel chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Izumanzel, thuốc dạ dày chữ Y, giải pháp hoàn hảo cho những anh em đang bị mắc các bệnh liên quan đến dạ dày. Sản phẩm có những ưu điểm nổi bật như giảm nhanh cơn đau dạ dày, các triệu chứng ở chua, ở hơi, nóng rát thường bị, trào ngược chỉ sau 5 đến 10 phút. Bảo vệ niêm mạc dạ dày trước những tác động của đồ uống có cồn, đồ ăn cay nóng, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tiện lợi
lợi khi sử dụng sẽ tới uống ngay. Thuốc có vị bạc hà dễ uống. Sản phẩm được bán rộng rãi ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Thuốc dạ dày chữ Y Umagel giảm nhanh cơn đau, dạ dày mau khỏe. Và mình biết ngay là kiểu gì Mạnh Hào cũng sẽ dâng lên để ôm chim sẻ nắng rồi. Và đây là một trong những cái ví dụ cho các bạn có thể nhìn thấy. Với pha dâng lên này tới từ game thủ của Mạnh Hào. Hay. Bắn sống con giò của game thủ Mạnh Hào luôn. Và bây giờ thì bắn ba dân này. Hào sẽ bị nhốt nhà BL của mình em ơi. Và xử lý nhanh tay đến game thủ chim sẻ. Kiểu gì Mạnh Hào cái bài cho Son sẽ có những tình huống dâng lên ôm bom rồi. Vấn đề bây giờ chúng ta có giải quyết được dân đội bạn hay không. Cố gắng bo nhà còn ba dân nữa, con giò mới nở ra. Bắt tiếp con giò này, ui. Phá con giò rồi, vẫn còn ba dân ở đây. Phải đánh cung tới đủ chim sẻ và sẽ nhốt được cái BL của game thủ cung đến Mạnh Hào. Sư tử cắn chết một dân đối phương kìa. Chọc 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 dân anh ơi, chọc dân. Rồi dân kìa. Kín nhà. Và đàn sáng cứu đây rồi, ok ngon luôn. Lên đời xong nâng cấp bánh xe, nâng qua một áo. Và ăn vàng. Hào vừa mới hóa đời. Vẫn hở cái BL nhá. Cái BL với BG kìa. Rồi, kín rồi. E này thì sẽ kín. Đây là máy của bệnh viên Anthony với bài pan Miran của mình 20/40 và đã có P. Lạc đà về kê chim sẻ nắng và đang đuổi con giò của đó chính là game thủ Cun Mết Mạnh Hào. Bài khung nhà. Không thấy Nam trong kêu đâu nhỉ. Bài Nam lên sớm lắm mà. Vâng, đang nhận được đồ đến từ game thủ xin lỗi từ bệnh viên Anthony bơm cho. Nâng cấp ngoài áo một con chém ở đây thôi. Lạc đà của anh Dan đang đứng ở đây. Chém này thì kệ đi. Chém trong cái E này chưa ra được các bạn ạ, thoải mái. Nhưng cuối cùng làm được cái tỉa sau. Làm cái E nữa. Làm một chiếc BG chay. Xong dân ra ruộng. Vàng. Rồi, không làm một áo đã có đây rồi. Rồi, ngồi cuốn ruộng rồi. Rất nhiều dân. Rồi như vậy cánh kia đang bị công phu. Đang một đều anh ơi. Con giò trong nhà này, đang phu lạc đà được bạn anh ơi. Đang sẵn sàng nó cái phủ phủ nhà đấy luôn. Đây rồi, thảo nhà Mạnh Hào thôi. Đang có phủ trong rồi. Sẻ cần gì không? Và bên này thì chim sẻ nắng đang có tham mai là 36/92. Đang đốt BL của bên Mạnh Hào. Hào sẽ không dám sóc lạc đà ngựa chém đây nữa rồi. Sau khi mà đốt cái BL đó, em ta có thể đen hết E ra để vẽ ruộng một cách thoải mái hơn, đẹp đẽ hơn, xinh xắn hơn. Vâng, tham lai là 40 dành cho game thủ chim sẻ nhàng. Ây à, vâng là đà của cung viên Nam Sung Kiu Tà Sang. Mất nghe một dân. Đâu rồi, ở đây. Đang chọc bóng ruộng cái thủ chim sẻ tới từ cung viên Nam Sung Kiu. Khá là khó chịu. Xin lỗi, đó là lạc đà của cung viên Mạnh Hào chứ. Đây, đang sang rồi anh ơi. Ra 4 luôn tới cái thủ chim sẻ và anh cùng làm bình hoàn với anh. Thêm ruộng mới. Gần đến nhà bị viên nào tôi đen e vẽ ruộng nhà nào. Đây rồi, phù mổ 2. Làm tạm một con phù để bạn có cung R. Đề án tiếp theo. Đăng kê nhà bị viên nào tôi. Đây là máy của anh Dan với tham lai là 21. Bài pan khung nhà. Đang ra được khá ruộng, vít lạc đà các kiểu rồi. Bên kia thì Mạnh Hào đang bài đấu ra ruộng mạnh. Đang bị tăng BL thứ hai. Với bài pan này. Còn đây là máy của anh chim sẻ. Sẻ tham lai 54. Đợi nhân đàn vẽ nốt cái L2 đã. Tăng A rồi. Đây rồi. Hào đang dùng dịch với những con ngựa chém đứng trước cửa nhà của anh chim sẻ. Tham lai sẻ đang to nhất map rồi. Đường gỗ 2. Bây giờ thì Dan sẽ tự thủ trước quân bên Nam Phúc Kiều và sẽ đưa hết quân về để quân đẩy. Cùng hai tơ lại thì đẩy mới khỏe được anh em ạ. Giờ gặp kìa. Ôi đồ bên này luôn. Vâng, bạn ôm bên này luôn. Với màu 1, màu 2. Nhìn có vẻ rất là đông và ghê gớm.
Lạc đà bắt đầu lao vào áp sát khung A giáp 4, thêm cả Kuro đứng sau và cả Kuro đan trên này, cẩn thận Kuro nhá. Hào tách thẳng vào bên trong trụ chính của anh hùng chim sẻ rồi, rất nhanh chóng. Kuro bắn đi, đây rồi đan ra cứu rồi. Và đây là phù của anh hùng chim sẻ Mạnh Hào. Anh chạy về nhà chính chém bộ ban chém được không? Bao nhiêu cũng cần nữa, đang bị 7 e tới anh hùng chim sẻ. Hào muốn bung ra ngoài ăn vàng. Tham lai sẻ bây giờ là 50 rồi. Bài cung A mẫu luôn anh em ơi, dẫn lực. Họ dùng dịch đẩy quân. Rồi có một con cung A đứng trong bỏ vàng, anh kệ nó vậy. Phụ hết lại nào. Đây là máy của anh Đan. Anh Đan bên này tham lai đã lên xuống 30 rồi. Đạc đà không có giáp, đang vẽ thêm ruộng. Rồi ngộ vẽ hết ruộng rồi, tầm này cũng không cần sắp phù nữa rồi. Quan trọng là hai lần siêu đều. Cứ thừa gỗ là vẽ ruộng. Thế rồi. Màu hai đang đẩy nhà của binh viên Anthony, nhưng bây nhiêu lạc đào anh Dan thì đỡ được. Nhưng mà anh Dan lên được cái giáp đấy là đẹp. Cái giáp không anh? Cũng giáp đầy đủ thì chém nhau được chất lượng. Thì này Hào đang được hai cung A và đang dí vào nhà của anh Chim Sẻ Nắng. Hai Chim Sẻ. Và đây là nhà của binh viên Hào. Hào đang được châu chém rồi. Hay không? Hà đông thế. Hà đông mà. Hà đông mà. Đây là chỗ nhà mình mà này. Quan. Quan chém 4 đấy anh em ơi. Nhanh thật sự luôn. Dạ e ạ. Ôi. Không kịp đóng cái e đó thì đội hình chim sẻ. Lần này chúng ta sẽ bắt hết chém Mạnh Hào bên trong và 4 chém nữa. Có được 1 BL của thủ biết Mạnh Hào rồi. Còn 4 chém này mất khá nhiều dần đấy chim sẻ nhưng mà vẫn chưa bắt được. Và Nam Sung Kyu bóng về sẽ không qua được nhà bình viên Anthony, nhưng Mạnh Hào quyết rồi và tỷ số là 2-1 thì bộ đội chúng ta được. Một trận cung A minh hoạn mẫu mực đến từ game thủ chim sẻ và nâng tỷ số lên 2-1 trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 ngay rồi. Xin lỗi, trận đấu thứ 4. Một trận cung A mẫu luôn.